Số người thương vong vì tai nạn giao thông tăng vọt trong ngày mùng 4 Tết. Thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong ngày 13 tháng 2, tức mùng 4 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, toàn quốc xảy ra 95 vụ tai nạn giao thông, làm chết 34 người, bị thương 87 người. So với ngày 12 tháng 2, mùng 3 Tết, tăng 35 vụ tai nạn giao thông, tăng 7 người chết và tăng 20 người bị thương. Trong số 95 vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày mùng 4 Tết thì đường bộ chiếm 93 vụ làm chết 31 người, bị thương 87 người. Trong khi đó, đường sắt xảy ra một vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người và đường thủy xảy ra một vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người. Đường hàng không và đường hàng hải không ghi nhận tai nạn giao thông. Cũng trong ngày mùng 4 Tết, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát giao thông, công an các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 13.246 trường hợp, phạt tiền 33 tỷ 384 triệu đồng, tạm giữ 225 xe ô tô, 6.891 xe mô tô, tước 3.266 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 6.178 trường hợp, tốc độ 3.240 trường hợp, ma túy 17 trường hợp.